Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong những tháng tới do thiếu sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ. Cụ thể, ông này nói, nếu Ukraine không nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ trong một hoặc hai tháng tới, rất có thể người Nga sẽ giành được nhiều lãnh thổ hơn và đạt được nhiều thắng lợi trên tiền tuyến trong cuộc chiến giành vùng kiểm soát. Theo ông này, tình huống như vậy có thể xảy ra ở miền đông Ukraine, nhưng cũng có thể xảy ra ở miền nam nước này. Ông nhấn mạnh tình hình thực tế rất nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27 tháng 2 cho hay nhu cầu cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine là cấp thiết. Ông Biden cho rằng sẽ là vô lý và phi đạo đức nếu từ chối hỗ trợ Kiev khi quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. Trước đó, ông Biden cảnh báo nếu quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ bổ sung cho Kiev, quân đội Ukraine có thể mất các thành phố khác sau khi rút khỏi Abdiivka. Hiện tại, gói viện trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine vẫn chưa được quốc hội Mỹ thông qua, trong đó Đảng Cộng hòa nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào của Mỹ cho Ukraine và Israel cũng phải đi kèm một thỏa thuận giải quyết vấn đề biên giới. Có lẽ bởi vậy mà phương Tây và cụ thể là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập tới khả năng đưa quân NATO trực tiếp tham chiến trên chiến trường Ukraine. Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Tổng thống Pháp nói rằng không thể loại trừ khả năng phương Tây đưa quân bộ vào Ukraine trong tương lai. Vấn đề này trước đó đã được đưa ra tranh luận tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Paris trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Sau cuộc họp của hơn 20 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ châu Âu cùng các quan chức phương Tây khác, Tổng thống Macron tuyên bố, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Nga không thể giành chiến thắng trong chiến tranh. Tại buổi họp báo ở Điện Elysee, ông Macron phát biểu, hôm nay chưa có sự đồng thuận về việc chính thức gửi lực lượng trên bộ, nhưng xét về khả năng, chẳng có điều gì bị loại trừ tổng thống pháp macron từ chối cung cấp chi tiết về những nước phương tây đang cân nhắc gửi quân sang ukraine ông cho biết muốn giữ một chút mập mờ chiến lược hội nghị nói trên có sự tham gia của thủ tướng đức olaf scholz và tổng thống ba lan duda cũng như các nhà lãnh đạo của các nước baltic đại diện phía mỹ là nhà ngoại giao hàng đầu của nước này tại châu âu còn đại diện của anh là ngoại trưởng david cameron tổng thống duda tiết lộ rằng thảo luận nóng nhất là về việc có gửi quân sang ukraine hay không trước cuộc họp eu Thủ tướng Slovakia Robert Fico tiết lộ rằng các nước thành viên NATO và EU đang chuẩn bị triển khai quân sang Ukraine. Theo ông Fico, động thái này nhằm đáp trả việc Nga gia tăng tấn công ở Ukraine trong vài tuần vừa qua. Tại buổi họp báo sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Slovakia, Thủ tướng Fico cho biết, Hội nghị EU cho thấy một số nước thành viên NATO và EU đang xem xét gửi quân tới Ukraine trên cơ sở song phương. Tổng thống Pháp Macron trước đó kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu bảo đảm an ninh tập thể cho châu lục này bằng việc không do dự ủng hộ Ukraine. Tổng thống Macron cho rằng châu Âu đã nhận thấy Nga ngày càng cứng rắn hơn, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Ông Macron nhấn mạnh nhu cầu củng cố an ninh để ngăn chặn điều mà ông gọi là bất cứ các cuộc tấn công nào của Nga nhắm vào các nước khác trong tương lai. Châu Âu tin rằng Nga có thể tấn công vào các nước Baltic gồm Estonia, Litva và Latvia cũng như Ba Lan trên thực tế, bốn nước này là bên ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngoại trưởng Estonia vào thời điểm trước đó, trong tháng 2 năm 2024 nói rằng khối quân sự NATO chỉ có khoảng 3 đến 4 năm nữa để củng cố khả năng phòng thủ. Nhiều nước châu Âu bắt đầu lo ngại Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự của mình ra bên ngoài tới các nước NATO khác ở Đông Âu. Quan điểm của châu Âu đối với Nga ngày càng cứng rắn hơn sau khi Ukraine kêu gọi phương Tây đẩy mạnh viện trợ cho họ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga các nước châu Âu cũng cảm thấy bất an về khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều đó có thể làm giảm viện trợ của Washington cho Kiev, cũng như làm suy yếu hiệp ước phòng thủ của Mỹ với châu Âu. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ từ bỏ một lập trường lâu dài, đó là phản đối mua đạn pháo từ bên ngoài EU để cung cấp cho Ukraine. Ông Macron cho rằng hội nghị các nhà lãnh đạo EU tại Paris đã nhấn mạnh chiều sâu mới trong quyết tâm của phương Tây về việc giúp đỡ Ukraine sau hơn 2 năm xung đột với Nga. Sự thay đổi đột ngột thái độ của Pháp trong vấn đề mua đạn pháo là dấu hiệu cho thấy các diễn biến trên chiến trường theo hướng bất lợi cho Ukraine đang buộc giới chức châu Âu phải tư duy lại chính sách đối ngoại của mình. Một vài nước châu Âu đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến do Cộng hòa Séc đề xướng để việc mua đạn dược nói chung và đạn pháo nói riêng bên ngoài lãnh thổ EU. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng ông đã quyết định cung cấp hơn 100 triệu euro cho mục đích này. Tổng thống Macron cũng nói rằng Pháp sẽ tham gia sáng kiến của Séc về việc mua khẩn cấp đạn pháo từ các nước không thuộc EU để cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, theo Tổng thống Pháp, các lãnh đạo EU đã đồng ý lập một liên minh mới nhằm huy động thêm các quốc gia có năng lực cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm trung và tầm xa. Ông Macron cho biết tháng trước Pháp đã công bố việc cung cấp thêm 40 tên lửa hành trình cho Ukraine sự thay đổi chính sách này cho thấy pháp sẽ không còn phản đối việc sử dụng quỹ chung của eu để mua đạn pháo từ các nhà cung cấp ngoài khối eu giải ngân hàng trăm triệu euro pháp trước đó yêu cầu rằng tiền eu chi cho vũ trang ukraine cần được đầu tư vào hoạt động sản xuất vũ khí khí tài của chính châu âu nhằm đồng thời mở rộng năng lực sản xuất quân sự hạn chế của châu lục này về việc tìm kiếm thêm đạn dược tổng thống macron thừa nhận rằng châu âu không thể sản xuất đủ theo tốc độ cần thiết và do vậy sẽ phải quay sang các nước khác Ông nói chúng tôi sẽ huy động các nguồn tài chính song phương và đa phương. Theo sáng kiến này, Séc đã xác định có thể mua ngay lập tức khoảng 800.000 quả đạn pháo từ bên ngoài EU. Thủ tướng Séc Fiala cho biết khoảng 15 nước tỏ ra quan tâm đến việc đóng góp tiền bạc cho sáng kiến này. Nguyên thủ Ba Lan ông Duda bày tỏ, ông hy vọng trong tương lai gần nhất chúng tôi sẽ cùng chuẩn bị được các lô đạn dược đáng kể để gửi sang Ukraine. Theo ông Duda, đây là điều quan trọng nhất hiện nay và là thứ mà Ukraine thực sự cần. Năm 2023, Pháp và Anh đã quyên góp cho Ukraine hàng loạt tên lửa hành trình Storm Shadow. Các liên minh tương tự cũng đã được lập ra để cung cấp cho Ukraine các vũ khí, khí tài như pháo mặt đất, hệ thống phòng không, các phương tiện tác chiến trên biển. Bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng các nước NATO điều quân từ Ukraine đã khiến Điện Kremlin đưa ra cảnh báo và các nhà lãnh đạo châu Âu vội vã bày tỏ lập trường về vấn đề này. Ngày 27 tháng 2, Điện Kremlin cảnh báo sự can thiệp trên thực địa của bất kỳ quốc gia NATO nào sẽ dẫn đến việc đối đầu trực tiếp với Liên minh quân sự phương Tây và gọi cuộc thảo luận cởi mở về bước đi như vậy là một yếu tố mới rất quan trọng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với báo giới, điều này dĩ nhiên là không nằm trong lợi ích của các quốc gia này. Cũng trong thời gian tương tự, Ba Lan, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Italy và Cộng hòa Séc nhanh chóng nhấn mạnh họ không cân nhắc đến việc đưa quân tới Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói với AP rằng Liên minh này không có các kế hoạch như vậy. Pháp đã làm rõ rằng ông Macron đang cố gắng nhấn mạnh châu Âu phải cân nhắc đến những hành động mới để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho rằng sự hỗ trợ mới cho Ukraine trong các lĩnh vực như dọn mìn, an ninh mạng và sản xuất vũ khí có thể đòi hỏi sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, sau không vượt qua ngưỡng tham chiến. Ông còn nói thêm không có gì bị loại trừ. Điều này đã và vẫn là lập trường của tổng thống. Những tuyên bố trên đã nêu bật việc NATO vẫn đang chật vật tìm kiếm các giải pháp ở Ukraina. Các nước phương Tây có một số lựa chọn ngoài việc đưa bộ binh vào khu vực xung đột. Ukraina đã yêu cầu thêm máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa, đạn dược và hệ thống phòng không. Trong thời điểm quân đội nước này đối mặt với các cuộc tiến công của Nga, khiến Kiev phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdiivka. Những tranh cãi gay gắt giữa Nga và phương Tây trở nên phổ biến trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua ở Ukraina. Điện Kremlin thường phản ứng trước những hành động của phương Tây bằng những cảnh báo về nguy cơ đối đầu, trong đó có việc nhắc nhở các đối thủ về rủi ro sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo mạnh mẽ đó, nước này vẫn kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các đối tác của Ukraine, bao gồm các địa điểm cung cấp vũ khí cho Kiev. Cuộc thảo luận về khả năng can thiệp vào Ukraine của một số nước thành viên NATO vốn là điều được hầu hết các nhà phân tích cho là khó có thể xảy ra, đã phủ bóng lên những câu hỏi ngày càng cấp bách với những giới hạn trang thiết bị quân sự mà Ukraine sử dụng trên tiền tuyến. Ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu đang chật vật để đáp ứng các cam kết về đạn dược của mình, chứ chưa nói bù đắp khoảng trống Mỹ để lại. Liên minh châu Âu cũng cho rằng đã bỏ lỡ mục tiêu cung cấp 1 triệu đạn pháo cho Ukraine vào ngày 1 tháng 3. Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Andrew Weiss cho biết nói về khả năng triển khai lực lượng của các nước thành viên NATO tới Ukraine có vẻ giống như đang đánh lạc hướng. Câu hỏi thực sự mang tính quyết định là châu Âu có thể làm gì để bù đắp cho việc thiếu hỗ trợ quân sự của Mỹ. Tổng thống Macron tuyên bố ông hoan nghênh vì các nước châu Âu mua đạn dược cho Ukraine từ các nước ngoài EU. Cộng hòa Séc đang thúc đẩy việc mua bán này để hỗ trợ những thiếu hụt khẩn cấp của Kiev giữa bối cảnh Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ trì hoãn cung cấp gói hỗ trợ mới. Ông West nói, châu Âu có 2 năm để cùng nhau hành động và huy động cơ sở công nghiệp của họ mọi thứ khác chỉ là thứ đánh lạc hướng khỏi hạn chế đó. Thủ tướng Đức viết trên mạng xã hội X Một điều rõ ràng là sẽ không có bộ binh từ các nước châu Âu thuộc NATO ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Praha, Thủ tướng Ba Lan Donald Sturz và người đồng cấp Cộng hòa Séc Fialia tuyên bố họ không cân nhắc đến lựa chọn này. Thụy Điển và Tây Ban Nha cũng đều bác bỏ động thái như vậy. Một quan chức quân đội châu Âu có liên quan đến các cuộc thảo luận ở Paris thì cho biết một số nước Baltic và Bắc Âu ủng hộ lựa chọn đưa quân vào Ukraine trong đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Litva thông báo nước này đang cân nhắc triển khai quân nhân tới để huấn luyện binh lính Ukraine. Người phân ngôn điện Kremlin Peskov cho rằng các nước NATO có rất nhiều lựa chọn nhưng lại thiếu sự nhất trí về chủ đề này. Ông nói toàn bộ những người tham gia sự kiện trên ở Paris đều có đánh giá đủ tỉnh tạo về những nguy cơ tiềm ẩn của những hành động như vậy và những nguy cơ tiềm ẩn khi tham gia trực tiếp vào một cuộc xung đột nóng trên chiến trường. Tuy nhiên ông Peskov cho rằng việc NATO can thiệp trực tiếp vào thực địa đang được thảo luận tất nhiên là một yếu tố mới rất quan trọng được Kremlin quan tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.